Hôm nay là ngày đầu tiên đã vào mùa thu rồi. Xa xa trên đỉnh núi sương mù rất là đẹp luôn. Còn cái hướng bên này thì không có thấy gì hết. Mùa thu ở miền Bắc Cali, đặc biệt hơn nữa đó là Gilroy. Cảnh rất là đẹp. Mình sẽ đi quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cái mùa này là bắt đầu mình sẽ thấy như là gà Tây đi bộ ra đường, đẹp lắm. Cũng như là lá vàng rơi. Mình sẽ thấy cái đồi mờ mờ thôi, không thấy rõ lắm. Mến chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là cuối tuần rồi. Có cái món gì nhanh gọn và lẹ hay không? Bảo đảm luôn, khỏi có cực mà khỏi phải nhanh mà cũng khỏi phải lẹ. Bạn mà bấm chuông á là bắt đầu trong này mình mở cái máy airfry lên. Dặn cái lò là 385 độ F hoặc là 400 luôn cũng được nữa. Đó là một món ăn gọi là nhậu á. Hôm nay mình nhậu đi. Nhậu như thế nào? Đơn giản lắm, đó là mua một cái hộp cua như thế này. Loại cua này đó Hồng ăn rồi nha, rất là ngon luôn. Cái hộp này mình mua ở các chợ Việt Nam đều có bán là 17 đồng. 17 đồng cho 16 ounce. 1 pound 454 gram. Có 3 cách để cho mình làm. Thứ nhất là mình có thể chiên giòn. Thứ hai, mình cho vào cái máy air fry. Thứ ba, mình cho vào oven. Mình á, thì lúc nào cũng thích dùng cái air fry đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Còn cái công thức á, mà làm bao lâu á, thì ở ngoài sau nè, người ta để cho mình ha. Mình cứ coi theo cái công thức này mà mình làm, đọc theo công thức mà làm, đơn giản lắm. Bây giờ Hồng đọc cho mọi người cùng nghe ha. Oven á, thì mình sẽ dặn lên là 400 độ F hoặc là 205 độ C. Rồi mình để cho nó reheat đi. Lúc bây giờ mình mới lấy cái cua này nè, mình cho lên cái dĩ, mình cho vào cái lò nướng. Thời gian mình nướng đó thì theo công thức người ta nói là khoảng là 8 phút cho đến 10 phút. Rồi là mình lấy ra mình ăn thôi. Cách thứ hai là mình bắt cái nồi dầu, dầu nóng rồi, mình thả vào trong vòng khoảng là vài phút thôi là mình lấy ra. Cái độ dầu là khoảng là 350 độ F. Còn cho vào cái máy air fry á, thì mình sẽ cho là 385 hoặc là 196 độ C. Mình cho vào khoảng là 8 phút. Như vậy là đã có ăn rồi. Bây giờ mình lấy ra cho mọi người xem nha. Đây là một cái bịch cua. Đây, người ta tẩm bột hết rồi. Nó nằm trong cái bịch như thế này nè. Đó, bây giờ lấy ra cho mọi người xem ha. Đây, nó từ miếng như vậy nè. Ngon lắm. Mình nướng xong rồi đó thì mình lấy ra, mình có thể chấm bất cứ một cái loại sốt gì mình thích, còn không là cứ ăn gì uống bia, bảo đảm ngon, nhanh gọn và lẹ. 16 đồng một bịch có nhiều hay không? Nhiều lắm ha. Món thứ hai đó là mắm ruốc xào xả ớt đặc sản Phú Quốc. Wow, Phú Quốc là mình mê rồi đó nha. Mình mỗi khi mà về Việt Nam là chỉ muốn đi Phú Quốc thôi, ở ngoài đó một tuần lễ, đi dạo biển, đi vòng vòng. Không quan trọng là mình ăn cái gì, thấy biển là mê rồi. Biển Phú Quốc số 1. Rồi bây giờ đây là cái hũ ha. Mình có thể nấu cơm mình ăn. Cơm mà mới vừa tắt lửa, mình lấy mắm ruốc mình để ở dưới cái chén, rồi múc cơm để lên trên. Trời ơi, ăn ngon bá cháy. Như hôm nay không có ăn cơm mà ăn một món, đó là xoài. Xoài, ủa, cắt cái xoài ra rồi cô chú ơi. Ngon quá rồi mới nhớ là phải chia sẻ. Cái xoài này mình mua ở chợ Mễ, một trái là 2,5 đồng, nó bự như nè ha, rất là giòn luôn, giòn vô cùng luôn, 2,5 đồng mà rất là ngon, không có chua lắm, cho nên mình ăn cái này với mắm ruốc á, mình quẹt vào á hả, trời ơi ngon lắm. Ông xã đi làm về rồi, đi ra vườn rồi, có chuyện lớn ở ngoài vườn á, cho nên bây giờ ổng phải kiếm cách làm sao để mà giúp cho mình đừng có bị nhức đầu nữa. Rồi cái mắm ruốc này ha, mình múc ra mình quét, cô chú ngon không? Ăn thử nha, giòn rụm ha. Ngon vô cùng luôn. Vừa ăn vừa nói chuyện á, bảo đảm mà hả. Ăn cái này á là phải chừng chục trái, bạn bè ngồi ăn, uống nước, nói chuyện, uống cà phê hay là uống trà hoặc là uống bia. Rồi. Món kế tiếp đó là muối ớt. Cái muối ớt này nè, ngon lắm cô chú, mình mở cho mọi người xem nha. Phải nói rằng là mình là thích ăn những cái món như vậy đó, muối ớt ha. Hoặc là cái muối ớt này nè, mình làm rất là nhiều món ăn. Gà nướng muối ớt,
Con gà mình mua về mình ướp nó đi, rồi mình cho vào cái oven 375 độ F, mình nướng 1 tiếng đồng hồ, lấy ra hả, ngon bá cháy luôn. Rồi ông xã của mình nè, sẽ là cái người giúp mình chị. Chuyện gì xảy ra ở sau khu vườn? Chuyện lớn rồi cô chú. Chuyện lớn rồi. Nói á, nhiều khi á, có những cái chuyện mình chia sẻ, có nhiều chuyện mình không có chia sẻ, mình giấu. Nhưng mà có những lúc mình nghĩ gì là tại sao mình phải giấu, có sao thì mình nói vậy. Có rất là nhiều bạn bè, nhiều lắm, nói hồng trồng bông đẹp quá à, chị cắt cho mình trồng đi. Mình nói là bông của mình là trồng bông cũ đó, đi mua cũ về trồng, trồng rồi không có bông. Sao vậy, không biết tại sao mà tôi trồng quá trời luôn, tốn tiền mà không thấy một cái bông nào hết. Bởi vì có anh chị nào đó nó vui vẻ, nó vô nhà vườn của mình đó, nó cuốc hết lên, rồi cái nó tha nó đi đó. Cho nên là năm ngoái Hồng làm video có nhiều chị nói Hồng ấy, Hồng chị chồng mà sao không có cái bông nào hết, không biết nó đâu mất tiêu hết rồi. Dạ chắc là mấy anh chị chuột đó vui vẻ đến nhà chị á, cho nên năm nay á, nếu có làm Hồng chia sẻ rồi ha, lấy cái gì bọc nó lại rồi có an toàn hay không. Bây giờ Hồng nói cái sự an toàn của Hồng nha, Hồng bọc rồi ha, Hồng lấy cái cây Hồng chặn lên vậy á, mà không biết làm sao nữa, nó chui cái nào mình cũng không biết nữa hả. Nó ra sáng sớm mình ra hai cái hai củ nằm lên trên, trời ơi là trời, cái con gì vậy trời, ông ta nó con chuột. Ô, chết rồi, mùa này mùa chuột nha, nói nặng quá. Ông xã nói à, cho nó đào lên mà nó không ăn, sao nó ăn, con chuột nó bị lớn, cái miệng nó bị lớn vậy nè, làm sao nó ăn cái củ như là củ hành nó ăn. Mà nó ăn nó đào nó làm gì, chơi ghét ghét đào cho vui vậy đó. Không về không hỏi mình nữa chứ, mình đào là mình phải ăn, giống như mình nấu là mình phải ăn, nhưng con chuột nó đâu có muốn ăn, nó chỉ muốn phá mình thôi ha. Cho nên á, nếu mà mình muốn làm sao mà mình trồng bông mà nó không ăn á, chỉ còn có một cách thôi, mình lấy cái mền đâu đó mình nằm kế bên mình ngủ. Chứ bây giờ nó chui vô cách nào mình không biết, mà mình tức dễ sợ của chú, mình đã đậy nó lại rồi nha, mà nó chui sao mình không có biết. Rõ ràng là mình không có thể nào mình nói ông xã thôi tối nay đó dừng cái máy camera đi để mình coi chừng, mà chuột ở đâu nó vô cô chú biết không, không bao giờ biết được. Vào cái tháng 9 ha, là bắt đầu là mình đã đi hết cái vòng chung quanh nhà của mình ha, mấy cái hàng rào, ví dụ hàng rào của mình bên này với hàng rào bên kia đó có cái lỗ là mình phải đắp nó lại rồi hả. Nhiều lúc nó chui ở dưới cái đất đó, nó cười nó đi lên, nó qua nhà mình coi kỹ hết rồi, không có. Vậy á, mà không biết có phải chuột hay không, hay là ông xã của mình á biết mình trồng mấy cái củ đó cho nên ông chọc, ông ghét đào lên hết đó. Cô chú nghe chưa, ông ghét là đào lên hết. Tại sao anh ghét em, em là vợ của anh mà sao anh ghét em? Lên YouTube không chịu lấu rồi anh. Ông xã đi làm về rồi, chuyện lớn. Ôi trời ơi, thôi rồi chuyện lớn là cô chú ơi, cho mọi người coi nha. Chưa bao giờ bị, thật sự là chưa bao giờ bị, nhưng mà bị rồi. Đó là nhà của con trai mình ở Corona, bị mấy cái con gì không biết cuốc lên hết nguyên cái bãi cỏ luôn, cho mọi người xem. Đây, cho mọi người xem. Đây, ông xã của mình nói là heo rừng, mình không nghĩ là con heo rừng đâu, là cái con gì ha, ở kia rồi mình nhiều lắm, đến cái mùa hả, heo rừng, heo rừng nó mới đào như vậy được, còn mấy con nào nó nói là một chó hay là một chó sói nào mà đào đó, đâu có bỡ mà nó đào kiểu đó. Trời ơi, thôi rồi rồi, nhưng mà không có đắp nha. Nếu mà mình bị cái trường hợp này, mình cứ để yên như vậy đi, vài ba bữa là nó không có tới nó phá nữa, chứ mà mình đắp xuống là nó đào tiếp, nó đắp nó. Cô nói thiệt, có nhiều chuyện kể cho mọi người nghe vào cuối tuần ha. Khi mà nó đã hư đó, nó hư nhiều thứ lắm. Bây giờ nói cái nhà của mình đi, nay là được gần 9 năm rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Ok, cái thứ nhất á là cánh cửa của cái nhà tắm á, một ngày ông xã đi làm về tính tắm, mở cửa ra ông thấy cái cửa nó rung rơ rồi, thế là phải tháo cánh cửa đó ra làm trở lại, gắn trở lại. Chứ nếu mà mình kêu thợ tới làm đó hả, vài trăm đô. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái bãi cỏ tự động nước sẽ tưới, nguyên cả khu vườn cũng vậy, mấy ngày trời không thấy nó tưới nước rồi, ống nước nó bị gì không biết rồi, mò mò cố cuộc cũng phải sửa cái ống nước rồi, là phần thứ hai. Phần thứ ba, cái remote control, cái panel, cái
Cái thứ ba đó là cái cửa nhà của mình là không có dùng cái chìa khóa. Ông xã mua cái đồ về mình gắn vô, mình bấm cái số mình vô nhà. Hư nữa, rồi đi thay cái mới. Cái thứ tư, cái cửa mà gara của mình á, đi ra sau hè đó cũng vậy á, thường thường đó, mỗi lần mà mình đi ra vườn á thì mình muốn vô trong nhà là mình phải đi một cái vòng để mà vô cái gara, mà lấy cái gì là mình hoành cho ra. Cho nên ông xã nói chứ bây giờ sẽ làm một cái remote control nữa, là một rồi ông xã phải làm thêm một cái chìa khóa bấm 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 rồi ra vô ra vô. Cầm của tôi mà tôi đi tìm gì ra. Nãy giờ đó mình cầm cái phone của ổng, mình nói chuyện với cô chú, ổng đi vòng vòng kiếm cái phone của ổng, kiếm ngoài ổng ra, ổng nói ủa cái phone đâu mất tiêu rồi, bây giờ ổng mới nhớ lại nãy giờ ổng đưa chụp cái phone cho mình. Cho nên mình nói nha, già hết rồi, cho nên nó bây giờ cần phải uống một loại thuốc, mình đã chia sẻ rồi ha, mua trong Costco 30+ đồng một cái hũ. Cái thuốc nó để cho cái đầu óc của mình á nó thông thả, mình suy nghĩ, mình nhớ việc gì mà mình không có nhớ thì nó nhớ. Nói thật đó, bây giờ mình không biết tới khi nào mà mình có thể chiến đấu làm YouTube chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Chứ mình sợ một ngày nào đó mà mình chia sẻ hoài cái video, từ sáng tới tối cũng chưa có xong một cái video. Cho nên bây giờ mà coi được mình chia sẻ cái gì á thì coi đi ha. Mai mốt mà thấy tự nhiên cô Hồng cổ gọi là cái gì mất tích đó là biết rồi, là cổ bị mất trí nhớ luôn rồi đó. Ông xã nói với mình á, đừng có làm YouTube nữa, ngừng lại đi. Mình nói ủa tại sao vậy? Ông nói chứ làm YouTube quên nấu đồ cho ông ăn. Mình nói chứ ủa, ngày nào cũng nấu đồ cho ông ăn mà ông nói gì kỳ vậy? Ngày hôm qua là cô biết, ngày hôm qua cô chú biết mình nấu món gì không? Con gái á thì nói muốn ăn bún đậu mắm tôm, rồi hai mẹ con làm bún đậu mắm tôm. Còn ông xã thì ông đâu có ăn bún đậu mắm tôm đâu, cho nên mình phải làm một món mì Quảng. Còn hai đứa cháu ngoại đó thì không ăn được hai món đó, rốt cuộc là phải làm một món ăn, nó đúng hơn là đi mua, đó là hamburger. Cho nên nhà đó mỗi người một ý. Mình á thì cũng không có thích ăn mì Quảng lắm, thích ăn bún đậu mắm tôm hơn. Cho nên ngày hôm qua ăn một món hả, gọi là nó ngon vô cùng luôn đó cô chú. Đơn giản, nhanh, gọn và lẹ mà rất rất là ngon luôn. Kể chuyện làm YouTube cho mọi người cười ha. Lúc mà Hồng mới bắt đầu làm YouTube đó, từ sáng cho tới chiều và tối, lúc nào cũng vậy đó. Ông xã nói như vậy nè, trời tôi mệt lắm rồi nha, ngày nào tôi cũng phải coi video của vợ chia sẻ. Về tới nhà vừa mở cửa vô trong nhà thì lại nghe vợ nói một câu rằng là mến chào cô chú anh chị và các bạn. Tối đi ngủ vô phòng ngủ đóng cửa lại rồi cũng nghe vợ nói một câu mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cho nên á ổng nói ổng quải rồi đó nha, ổng nghe riết mà ổng mệt. Cái mình mới nói vậy thôi, giờ không chào cô chú anh chị và các bạn nữa, góp ý kiến đi, chào như thế nào. Ông nói đừng có chào là tốt rồi, nói tại sao vậy, có nghĩa là tắt luôn cái YouTube channel, vậy là khỏe rồi đó. Cho nên cô chú thấy không, ai sẽ là cái người ủng hộ mình đây? Ông xã mình hả, hay là con hoặc là cháu? Thật sự con cháu là không có ủng hộ đâu, bận rộn, người đi học, người đi làm. Còn ông xã mình thì rảnh rỗi nè, sáng nào thức dậy đi làm, từ ở nhà mà lái xe lên hãng cũng phải một tiếng đồng hồ, làm gì thì nghe vợ nói chuyện đi. Cho nên ông thuộc lòng, cho nên ông thuộc lòng cái câu là mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nào mà ông không nghe câu đó là ông nhớ là con chú, bây giờ ông nhớ cái câu đó lắm rồi. Ông nói ủa sao lúc này hết chào cô chú anh chị và các bạn rồi hả, mà nó hết rồi. Ông nói ủa tại sao vậy, bộ không có video để hả? Nó có chứ, mà tôi làm mà lúc sáng sớm ngủ dậy là làm liền đó. Cho nên bây giờ cái câu mà ông đi về ông mở cửa vô là không có, đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Với hơn nữa bây giờ đó, hơn nữa bây giờ mình làm YouTube nhanh lắm, rất là nhanh luôn. Nhanh cỡ nào hả, không biết, tùy theo bữa. Có bữa làm hoài không ra cái video, còn có bữa hả cô chú biết không, cầm cái máy lên là ngồi nói chuyện, giống như bây giờ mình ngồi nói chuyện nè, đâu có làm gì đâu, vừa nói chuyện rồi vừa ăn xoài cũng như là cua đó, mình bỏ vô cái máy airfry rồi nó giòn rồi, nhưng mà chưa có lấy ra ăn. Tại vì ông xã nói chứ nói đi rồi lát nó ăn, chứ bây giờ vừa ăn vừa nói hết ngon. Nướng xong rồi nè cô chú, nhìn thấy ngon quá à. Đây rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó như thế nào ha. Người ta tẩm bột hết rồi, ướp hết rồi, mình chỉ có nướng lên và mình ăn theo công thức người ta chỉ, cũng rất là đơn giản. Mm. Mm.
Ngon, ngon, ăn đi. Con đây sẽ giúp con còng ở đây. Con còng với con còng là con gì? Con còng với con cua hai con khác nhau chỗ nào? Con còng ở bên bề, con còng giống như con bà khía vậy em, nhưng mà nó ở bên biển. Ở biển hả? Vui vui, ăn vui mà. No flavor. Cái này mà nhậu với bia đó. Đâu có nhậu bia đâu ngon. Đâu có mặn mài đâu. Phải ướp gì thêm, ví dụ như cái này tôi làm xong vui luôn. Tôi làm bộ nước mắm nó giống như là gà chiên nước mắm. Anh muốn thì em chiều. Đây là cái chai nước sốt. Sốt ớt ngọt. Hiệu này là của Thái Lan. Có con gà. Rồi. Bây giờ mình sẽ chế ra cái kén mình chấm. Khổ quá cô chú ơi. Ông xã mình nó đợi lâu quá, bây giờ làm lại. Rồi đây là cái chai nước sốt. Này gọi là sốt ớt ngọt của Thái Lan. Rồi bây giờ mình sẽ chế ra cái kén ha, cho ông xã mình chấm thử. Nhớ là mình xốc lên. Cái này có cái hình con gà cũng dễ tìm lắm. Rồi mình đừng nghe cái càng, ăn cái càng cái răng á. Ăn cái mình á. Ăn cái này nè, ý ông nói ăn cái này nè. Vậy còn cái càng ai ăn? Dục. Ăn gãy răng luôn. Trời, tôi mua một cái hộp 16 đồng cho tôi dục. Bỏ nhậm. Không phí tiền trời. Nhiều lắm, cái này có chút xíu còn nữa. Cái này mới có một chút xíu nè. I mean. Ai mà có răng ăn này ngon lắm, đặc biệt là mình. Mình có cái răng đó mình ăn, trời nó thiệt nha. Nói chút xíu về cái video này. Từ hôm mà làm răng cho tới nay là được là 10 tháng rồi đó. Ăn cái gì cũng ngon với cô chú. Cái gì cũng ngon hết trơn á. Trời ngon vô cùng. Ông xã mình nói chứ ổng ăn gì giờ cũng thấy ngon đó, đúng rồi. Muốn ngon đi làm răng đi. Muốn ngon bỏ 20 ngàn ra. 20 ngàn bỏ ra ăn được bao lâu không biết. Tóm lại là sống là phải vui vẻ, sống là phải ăn ngon, sống là phải có sức khỏe. Đó là mình ha. Cho nên thôi kệ ha cô chú ha. Cả đời của mình làm rồi, bây giờ mình để tiền lại để làm gì? Chết đâu có đem theo đâu. Cho nên mình ăn đi ha. Hôm nay mình mua cua mình ăn. 16 đồng cái hộp này có đáng đồng tiền hay không? Không ăn sao biết có đáng hay không. Ổng ăn ổng nó không ngon, nhưng mà mình nói ngon là bởi vì ổng có răng. Mình có răng mình ăn cái gì cũng ngon đó. Có giỡn ha. Ngon. Ổng bỏ đi rồi cô chú ơi, ổng nói không ngon. Thật sự mà nói ha, nhiều khi mình đi ra chợ người ta bán những món ăn mới á, mình mua về mình ăn thử. Ăn thử là mình mới biết nó ngon hay không. Có rất nhiều món ăn mình mua ở các chợ Việt Nam cũng như là chợ Mỹ. Món nào cũng vậy, mình phải thử qua. Cái món này có thể là hợp với mình, nhưng mà không có hợp với người khác. Vậy thì những món ăn đó người ta bán có được hay không? Mình cũng khó mà biết được lắm. Bởi vì mình ăn một lần mình thấy không ngon mình đâu có đi mua nữa đâu. Còn nếu giả tỉ mà mình ăn thấy ngon có mình đi mua, nó cũng không có nữa. Nhiều khi mình hỏi ủa sao bữa thấy món đó đó mà giờ không thấy nữa. Bán không chạy cho nên chủ không có mua nữa. Thấy không? Cho nên đối với mình có lẽ là ngon, nhưng mà đối với số lượng người mà mua về ăn không ngon mà bán không chạy hàng đó là coi như cái chủ tiệm đó người ta không có lấy về nữa. Cho nên đó là một lý do tại sao mà mình đi Costco cũng vậy nữa. Có rất là nhiều mặt hàng làm sẵn để trong tủ đá. Mình nói thật lòng nha, mình mua không biết là bao nhiêu lần. Nhiều lắm, nhiều lần. Mà mỗi lần mình cứ thử món này, mình thử món này. Không biết sao cô chú, những cái tô mì người ta đã làm sẵn nè, chẳng hạn như xíu cảo, hoành thánh. Khi mà mình mua những cái tô như vậy nè, mình về ha, mình chỉ cần đổ nước sôi vào, mình cho vào microwave mình hâm. Mình ăn thấy nó không có giống như là một cái tô mì mình nấu ở nhà. Thà là mình ăn mì gói mình nói thật nó còn ngon hơn. Nó lạ lùng lắm. Thành ra cuối cùng ha, một cái thùng mình mua trong đó là nhiêu 6 tô, bỏ hết không ăn được. Không ăn được, bây giờ mình có để lại đó cũng không ăn được. Nói thật nhiều khi bỏ rất rất là tiếc, mà nhiều khi ráng ăn nha. Mà ăn không được thôi, chịu đó. Cho nên á, mình mua đồ ăn về á, nếu mà như vậy ha, mình chia ra. Chia cho ba bốn người giống như con gái mình á, mình chia ra. Ok, 6 hộp hả, mỗi người 2 hộp, ráng ăn đi. Hỏi ngon không thì ăn đi biết. Đó vậy đó mình kêu lưng nó đừng có nói không ngon. Rồi mất công mình cho không lấy, cho nên mình ăn thử đi rồi biết. Đó vậy ha. Cho nên người ta nói gì nè. Muốn mở nhà hàng không? Muốn
mở đi rồi biết đó, đó cũng là cái câu mà mình nghe qua rất là nhiều người ha. Giống như có nhiều bạn nói mở tiệm nail đi, làm có tiền nhiều lắm đó, mở được không? Được, dễ mà, mở đi rồi biết đó. Câu người ta hay dùng là mở đi rồi biết, cũng như ăn đi rồi biết ha. Cho nên cái gì mình biết, biết làm sao, biết ngon hay biết dở thì tùy theo mọi người. Cho nên đó là cái gì mà gọi là nấu ăn cũng vậy ha, mỗi người nấu ăn khác nhau, không ai giống ai hết. Giống như khu vườn trồng bông cũng vậy đó, đâu có ai trồng giống ai đâu. Người trồng được, người trồng không được. Người trồng sao mà mát tay quá, người trồng không có mát tay. Tại vì mình thích lắm, cho nên mình làm cái gì là mình sẽ được. Còn mình đã không thích rồi mình làm thì sẽ không có được đâu. Mình thích hoa, mình trồng hoa thì mình sẽ thấy hoa. Còn mình thích trồng cây ăn trái thì mình sẽ thấy trái cũng như hồng vậy thôi. Sau khu vườn bây giờ bầu nó ra rất là nhiều đó, nhưng mà ăn được bao nhiêu trái, trồng cho vui, thấy nó ra rồi thấy nó dễ thương. Bây giờ sau khu vườn hồng có mấy trái rất là dễ thương, nó nhỏ vậy thôi nè, nấu được nồi canh rồi. Hồi năm ngoái nó dài khoảng là 6 feet 7 feet luôn, đâu có ăn được đâu. Mình cứ nghĩ ủa bầu chân dài là phải dài chứ vậy sao ăn, nhưng mà học được một cách mà mình hái những cái bầu, dù đó là bầu chân dài hay bất cứ một cái trái mướp, trái gì cũng vậy ha, vừa đủ mình ăn là mình cắt đi, đừng để cho nó già quá, vì ở trong đó nó hột nhiều quá mình ăn cũng không ngon. Cho nên đó là những gì mà Hồng học được rất rất là nhiều, nhất là những cô chú lớn tuổi đó. Mình gặp cái thấy người ta nấu ăn cái mình hỏi, người ta chỉ cho mình. Bây giờ là như vậy nha, chứ hồi xưa đó Hồng nói thật ha, bạn bè đó chơi thân lắm đó, mà nấu món gì ha, mời tới nhà mình ăn, mình hỏi món này nấu làm sao vậy, không có chỉ đâu, không có chỉ đâu. Rồi giờ muốn ăn sao thì chịu chứ làm sao, không vẻ lúc nào cũng tới nhà ta mời cho mình ăn, đúng không? Cho nên cái gì cũng vậy ha. Còn bây giờ khỏi lo, không cần hỏi, lên hỏi YouTube, đánh chữ YouTube ra hết à. Nhưng mà khi mà mình nấu cũng vậy, mình phải lựa rồi mình coi kỹ, mình coi nhiều video rồi mình thấy cũng là cái món đó cách nấu như thế nào, mình gom lại, mình gom rồi bắt đầu mình nấu. Ví dụ như cá nục kho với lại thịt ba rọi, mình không thích kho ba rọi thì mình kho với dưa chua, không thích dưa chua thì mình cho khóm, không thích cho khóm thì mình kho không, hoặc là mình chiên. Ví dụ là những cái món mình có thể thay đổi chút xíu. Vì vậy đó là những món ăn mà gọi là đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Đang suy nghĩ làm cách nào để cho mấy anh chuột đừng cái leo lên rồi leo qua bên cái chậu. Mình nói chắc nó leo vô không được đâu, không nói sao không được, cỡ nào nó leo cũng được hết á. Ảnh nói mấy con chuột á, hành thì ít, nhưng mà con vợ á, thì hành nhiều hơn. Thật sự ra không biết có phải như vậy hay không. Nhà mình á, thì không có chuột, nhưng mà mấy con chuột á, không phải từ trong nhà mình, mà từ nhà hàng xóm nó đi vào. Cho nên á, không cách nào mà mình có thể không cho chuột vào trong nhà. Chỉ còn có một cách đó, là mình mua căn nhà khác dọn đi. Ông đã nói mua nhà khác nó cũng vô vậy, mất thằng bố gì mà nó không vô. Trời ơi, có những câu nói ông xã mình nói đó, hiểu mình không có thể nào mà tưởng tượng bắt thằng bố là bắt cái gì. Hôm bữa mà mình làm cái video đó, chia sẻ là mình lấy cái đồ mình lót là như vậy đó, rõ ràng là mình làm như vậy ha. Vậy đó mà ảnh chui vô, ảnh lấy hai cái củ anh để lên trên mặt. Đây, đây là cách anh chuột chị chuột phá nè. Để cái củ mình lên trên mặt như vậy đó, còn gỡ cái tấm của mình như thế này nè. Trời ơi, ai nói là chuột, có ai tin là chuột không? Mình mới nói với ông xã, có phải Du là cái người phá đồ của mình vậy? Ông nói trời ơi, 4 giờ rưỡi tôi đi làm rồi má. Rồi bây giờ Hồng làm trở lại cho mọi người xem ha. Những loại cây bông củ á, nó như vậy nè, giống như củ hành vậy đó. Mình chỉ cần lấy một cái gì đó, mình cho một cái lỗ xuống, rồi cái mình cho cái củ xuống như thế này. Nếu mà nó ra cái mồng á thì mình không cần phải che đâu ha, mình cứ cho nó lú lên. Khi mà mình cho xuống rồi á, chừng 1-2 ngày thôi à, nó ra mồng rất là nhanh luôn. Cái bông này gọi là thủy tiên nè. Thủy tiên nó có hai màu, màu trắng và màu hồng. Này đẹp lắm đó. Nói đến bông thủy tiên thì ai cũng biết rồi đó, nó lú lên vậy nè ha.
đẹp lắm cô chú ơi, cái bông thủy tiên á, mình có thể trồng bông thủy tiên trong nhà nha. Xong mình chứ rồi bây giờ phan đã rồi đắp lại rồi, bây giờ ông xã mình để cái lưới giống y chang như là miếng vải mình làm vậy đó, cắt xong bây giờ ông đè xuống nè nha, để coi cái mấy anh chuột này có cười búp gì được không. Bây giờ thì cô chú anh chị và các bạn cũng thấy cách mà mình làm ha. Nhưng mà thôi nha, đừng ai trồng bông cũ hết đó. Cứ để cho hồng trồng. Khi nào bông nó lên á, mình quay cho mọi người xem. Mà muốn cho chắc ăn nữa đó, thì mình mua những cái củ thủy tiên này nè. Mình đem vào trong nhà. Mình trồng ở trong nhà cũng được nữa. Giờ Hồng nói cách trồng trở lại nha. Nếu như mà mình thích trồng những loại hoa cũ, mỗi năm cho ra trở lại, hoa cũ nào cũng được hết. Có hai cách cho mình trồng. Nếu mà trồng theo cách này đó là mình trồng ở dưới gốc cây, những cái cây ăn trái nào mà mình có ở sau khu vườn thì mình cho, giống như hồng nè ha, hồng trồng ở trong chậu, hoặc là mình cho xuống gốc cây chanh. Mình nói thí dụ là như vậy. Đây là cây chanh của mình nè. Nếu mà mình muốn tránh trường hợp cho những anh chị rảnh rỗi xanh nông nổi mà cào cuốc những cái củ của mình lên á, thì bây giờ mình cũng có thể trồng trong chậu. Có hai loại chậu mà mình có thể dùng. Chậu thứ nhất là mình dùng cái chậu thủy tinh, mình cho nước vào rồi cái củ mình để lên trên mặt. Thời gian rất là mau thì những cái rễ nó mọc ra rồi đó. Thì lúc bây giờ mình thấy được cái rễ trắng rất là đẹp nè. Rồi cái củ nó lú lú lên, đẹp lắm. Là mình trồng ở trong nhà. Hoa thủy tiên có màu trắng và màu vàng rất rất là đẹp. Cách thứ hai thì mình cũng có thể trồng trong cái chậu phân. Mình sẽ dùng một loại phân đó là potting mix. Rồi mình cho củ xuống. Mình để ở trong gara hay ở trong nhà của mình cũng được. Khi mà nó lú lên khoảng là một gang hoặc là hai gang tay rồi đó, thì mình đem ra khu vườn, bảo đảm luôn mấy anh chị này sẽ không có môi nữa đâu. Đó là cách mà đơn giản. Còn đây là mấy cái củ mà mình cũng đã chia sẻ qua rồi. Cái bông tên tiếng Anh là iris, tiếng Việt á thì là diện. Cô chú biết không, ổng rảnh rỗi ổng hay chọc mình lắm. Rồi bây giờ cô chú anh chị và các bạn thấy như thế nào, ông xã mình làm như vậy có thấy đẹp không? Vậy thì mấy anh chị chuột á có chui vào để mà lấy mấy cái củ bông của mình ra hay không? Hy vọng là không. Nếu mà mình làm như vậy á cực quá đó, thôi đừng trồng bông cũ, để Hồng trồng đi. Khi nào ra bông á Hồng quay cho mọi người xem. Nhưng mà nói thật nha, hoa thủy tiên này đẹp lắm, màu vàng với lại màu trắng. Nhưng mà có cách để cho mình trồng bông á, mình có thể trồng ở trong nhà. Trồng như thế nào? Đơn giản lắm. Trời đã tối rồi, Hồng vẫn muốn chia sẻ chút xíu một loại cây ăn trái, đó là bầu chân dài. Bầu chân dài nhưng không có để cho nó dài 5-6 feet nữa. Khoảng 1 gang rưỡi, 2 gang là mình đã hái vào trong nhà luộc ăn với lại chao, hoặc là xào với trứng, hay là mình nấu canh tôm khô cũng rất là ngon. Khu vườn nhỏ bé của Hồng á, năm nào cũng vậy ha. Cố gắng trồng làm sao mà những cây ăn trái đó ăn luôn cho tới tháng 12. Đây nè cô chú, thấy thương không? Nè, một trái ha. Cái qua bên này nữa nè. Hai trái. Bên này nè, ba trái. Bốn trái. Năm trái, sáu trái, mấy chục trái luôn. Trời tối rồi nhưng mà cái khu vườn của Hồng cũng thấy dễ thương á cô chú ha. Một chút nữa nó bật đèn lên á, đẹp lắm. Lối đi hai bên. Hoa cẩm tú cầu không còn nữa, nhưng mà hoa thực dược á vẫn tiếp tục nở, cũng như là những cái ức xanh. Còn cây chanh á thì không có thấy gì hết. Bởi vì nó là màu xanh, cái lá cũng xanh cho nên mình không có thấy. Cây tắc cũng vậy. Cây tắc nè, buổi sáng mình thấy trái nhiều lắm cô chú ơi. Nhìn bầu trời đẹp quá cô chú ha. Cây ớt năm nào cũng vậy, tới cái tháng 10, tháng 11 đó hả, nó ra quá trời trái luôn. Nó không có bị khô nữa. Nó trái xanh xanh mình hái ăn cũng ngon. Hoặc là cái trái hơi đỏ đỏ vậy là được rồi nè, nó cay. Còn mình để nó đỏ quá đó, nó không có cay nữa. Cây ớt này là 7-8 năm rồi đó. Từ khi mà
mình mua cái nhà này á, mình trồng xuống tới bây giờ luôn á. Hết mùa thì mình cắt tỉa rồi mình cho nó vào trong cái gốc mát á, rồi như vậy là nó sống thôi. Đến cái mùa hè cái mình kéo nó ra. Rất rất là nhiều luôn đó, hồng hái năm nào cũng vậy, cho vào ngăn đá. Cứ quanh năm suốt tháng là mình có ăn rồi. Bầu trời sắp sửa sụp rồi, Hồng xin phép tạm ngừng video. Hẹn lại cô chú anh chị và các bạn vào ngày mai. Khoe với cô chú hai cái chậu. Một cái chậu đầu tiên đó là bông thủy tiên. Đây là cái bình ha, bằng crystal hay bất cứ cái bình nào cũng được, miễn sao mà mình cho nước vào nè. Rồi mai mốt á, cái bông thủy tiên này á, nó sẽ ra rễ rất là đẹp, màu trắng. Rồi lâu lâu á, mình thay nước một lần ha. Bây giờ lấy cho mọi người xem như thế này nè. Miễn sao á, là cái rễ nó đụng nước là được rồi. Rồi sau đó đó mình cứ để như vậy nè, nó mọc ra nè. Đó, nó mọc ra như vậy nè. Rất là đẹp luôn ha. Trước nhất thì nó sẽ ra cái lá, rồi mới ra cái bông. Mà khi mà ra bông rồi á, cũng lâu tàn lắm. Đây là hoa thủy tiên màu trắng, Hồng trồng ở sau khu vườn, chừa lại một củ đem vào trong nhà. Mình có thể dùng một cái bình bự thiệt bự ha, rồi mình cho nhiều củ. Nó không có chìm dưới nước đâu nha. Mấy cái bông thủy tiên này nè, nó nổi lên trên á, cho nên cũng dễ lắm, không có khó. Cây bông thứ hai đó là thu hải đường. Đây là cái nhánh thu hải đường nè, Hồng cắt đem vào trong nhà ha, cho vào trong cái hũ như thế này nè. Đó, rồi bây giờ lấy cho mọi người xem nha. Cái này cũng được một tháng rồi đó. Đây cái rễ của nó nè, rất là dễ luôn. Rồi sau đó mình cho xuống dưới đất mình trồng. Là một bụi cây ở sau vườn đó, cô chú thường hay thấy không có, đó là thu hải đường, là cái này nè. Dễ trồng lắm ha. Hoặc là mình cũng có thể trồng ở trong nhà. Nếu mà mình trồng ở trong nhà đó thì mình sẽ dùng cái phân gọi là potting mix. Đó, rồi mình cứ cho trong nhà rồi bắt đầu nó sẽ ra bông. Thời gian ở trong nhà thì nó lâu hơn ở sau khu vườn. Đơn giản. Trong thời gian mà nó ra rễ mình cứ để như vậy hoài cũng được nữa. Đẹp lắm, không có cần phải đem đi trồng. Rồi nó sẽ ra những cái lá non như thế này nè. Đó, đẹp quá trời luôn. Thí dụ như nhà mình có những cái bình lớn cao vậy nè ha, mình cũng có thể trồng bông thủy tiên hay loại củ nào cũng được đó, mình cho nước vào để mà có mấy cái củ cho nó đẹp đó, có rất là nhiều cách ha. Cái lá màu hồng đẹp quá cô chú ha, đây nè, cái nhánh của nó nè. Nó cái này cũng được một năm rồi đó, Hồng mua ở Home Depot ha, 10 đồng, vẫn chưa có sang chậu. Bởi vì thích nó nhỏ nhỏ thôi, không thích nó lớn. Nếu mà mình muốn nó mau lớn, mình sẽ cho qua cái chậu lớn. Cây nào cũng vậy đó. Hỏi mình muốn nó mau lớn là mình cho qua chậu lớn. Đơn giản vậy thôi. Hôm nay Hồng Trông sẽ ăn món mì Quảng. Trong cái món mì Quảng này thì mình có tôm cũng như là thịt ha. Nhưng mà Hồng thích ăn đậu hũ cho nên mình cho đậu hũ vào. Cái đậu hũ này thì Hồng chiên giòn rồi, cho thêm vào thì cũng rất là ngon. Đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Một món mì Quảng ăn 2 ngày vẫn còn ngon, hoặc là 3 ngày cũng ngon nữa. Nếu mà mình dư thịt với tôm á, thì mình ăn với cơm hay là mình ăn với bún. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin đừng quên cho một cái subscribe, like và share bài hàng comment để mỗi ngày đọc rồi hồi âm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Xin hẹn lại video ngày mai.